giữ 10 giây. Kêu 2 tít tít liền đúng không? Đây thử nha. Chú nghe này, nghe tiếng nha. Cài đặt tốc độ ấy. Đấy, nhả tay. Rồi, nhả tay. Là nó píp cái đang trong phần cài đặt tốc độ. À. Muốn tăng tốc độ thì ấn nó mở ra cái, ấn một cái là tăng được mấy phần trăm tốc độ ấy, 8% tốc độ, 4%. Bóng vào cái ấn một cái thì lại giảm được 4%. Đấy, khi nào mà ưng rồi thì bắt đầu mình giữ lâu khoảng 4 5 giây. Khi nào ưng rồi thì mình giữ lâu 4 5 giây. Đúng không? Chú muốn giảm thì muốn giảm, muốn tăng. Thôi đừng đang được đấy. Đấy như thế là ok đấy. Đấy, nha. Lưu nha. Ấn giữ 4 5 giây đấy. Nhả tay tút dài tiếng rồi, ok. Ok, thế là xong. Thế là ứng đến thế. Đang mở cửa. Kéo cái đóng gọi cái cửa kia vào xem. Đấy, đúng rồi, đẹp. Đấy. Nó khi mở cửa thì áp suất khí thôi xem. Rồi xe rất là kín. Mở cửa to là áp suất khí. Mở thì nhanh, bao giờ nó nhanh hơn đúng không? Mở thì nó để tốc độ tối đa. Bọn châu Âu nó vậy, nó lại càng nhanh càng tốt.